Thưa quý vị, thực hiện mục tiêu kép của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh tái sản xuất hậu Covid-19, các cấp hội nông dân thành phố đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, nhất là tại các vùng rau tập trung, các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Ngay sau khi thành phố nới lỏng cách ly xã hội, những ngày này người dân tại các vùng rau La Hường, Túy Loan hay các khu nông nghiệp tập trung khác đã bắt đầu ra quân cải tạo đất, xẻ luống để chuẩn bị gieo trồng cho kịp thời vụ vì thời điểm hết dịch lệch khá xa, nên vụ này bà con chỉ trồng chủ yếu các loại rau màu trung ngắn ngày để phục vụ thị trường. So với trước khi xảy ra dịch, năng suất trồng thời điểm này dự kiến cao hơn gấp 2 lần vì nhu cầu nông sản của người dân tăng rất mạnh. Thì bà con cũng cải tạo lại, rau để gieo cải, dền um, su lơ vẫn có, ớt xanh, thì tất cả các loại rau hoa củ quả vẫn ổn định cũng sinh trưởng, trưởng tốt khí hậu cũng ôn hòa chứ không có gì thay đổi gì để hỗ trợ nông dân tái sản xuất sau dịch hội nông dân thành phố đà nẵng đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường hỗ trợ cho bà con nông dân tập trung giải ngân nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân để tái đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp ngoài nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội thì đây là đợt giải ngân tăng cường thứ hai của thành hội trong năm nay sau khi được dịch, được nhập dịch, thì nông dân thành phố sẽ tiếp tục vận động hội viên nông dân tăng cường cái việc tổ chức sản xuất và hoạt động ngành nghề của mình để nhanh chóng đi vào cuộc sống ổn định cuộc sống sau khi dịch qua. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, hội nông dân thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào nông dân nông thôn mới, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhằm lan tỏa không khí thi đua, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hậu dịch, góp phần thực hiện mục tiêu kép của thành phố.